liên quan vụ việc khỉ hoang xuất hiện ở ngõ 76 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, quậy phá gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12, Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu cho biết, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công con khỉ nói trên. Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, sau khoảng thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động sinh sống của khỉ, chiều mùng 9 tháng 12, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công con vật này. Trước đó hồi cuối tháng 11, mạng xã hội lan truyền thông tin có một con khỉ hoang bất ngờ xuất hiện tại bãi xe trong ngõ 76 đường Duy Tân, quậy phá, dọa cắn khiến nhiều người hoảng sợ. Ngay khi nhận thông tin, Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng Hậu đã mời các nhân viên sở thú Hà Nội về để truy bắt con khỉ. Ban đầu lực lượng sử dụng ống tiêu tẩm thuốc mê để bắt con khỉ, tuy nhiên con vật rất thông minh, luôn giữ khoảng cách. Sau đó đơn vị vườn thú Hà Nội đã phải nhờ người dân cho ăn, dụ con khỉ hoang vào nhà của một hộ dân gần đó rồi dùng vợt vây bắt. Hiện thể trạng của con khỉ bình thường, ăn uống tốt, thích nghi, không có biểu hiện sợ hãi khi được mang về vườn thú Hà Nội.